à đã nghe rõ rồi đúng không các anh chị rồi đó là cái ý đầu tiên mà em muốn uh, tiếp theo ha uh, nó có một cái lý do đó chính là tại sao có chương trình này tại sao có cái chủ huấn luyện này thì em uh, phân tích rõ đây cho anh chị xem anh chị có một cái sự hiểu uh, tại sao nó có cái chủ huấn luyện này các anh chị tại sao nó lại có cái chuỗi huấn luyện 21 này tại sao lại có môi trường của câu lạc bộ tại sao lại có cái chương trình mà em theo live stream với các anh chị đây tại sao nó đều có cái lý do là bởi vì sao ạ uh, uh, chủ tịch Trịnh Huy đã nói với các anh chị rằng là cái cách cái cách tốt nhất để mà giúp đỡ mọi người đó chính là chúng ta phải giúp cho họ mọi người có cái trí tuệ giúp cho họ có được tư duy à, tư duy về kinh doanh về đầu tư để cho họ có thể xây dựng cái sự thành công và giàu có để mà họ có thể nuôi sống cả cuộc đời của họ và gia đình của họ anh chị có thể chọn là giúp một cái người nào đó bằng cách là anh chị cho họ một con cá hoặc là anh chị chọn một cái cách là giúp cho họ một cái cần câu Đúng không? một cái con cá thì họ ăn xong rồi họ sẽ đói còn nếu anh chị cho họ một cái cần câu họ có thể tạo ra được cái tài chính của họ nhưng mà em hỏi các anh chị là ở bên ngoài kia có nhiều người làm điều đó không ạ? Nhưng ngoài kia có nhiều người làm điều đó không các anh chị? Không. Nhưng mà có một số người họ có một cái sứ mệnh. Họ nhận đó là cái sứ mệnh của họ để họ làm. Và rất là may mắn đó chính là có những anh chị thành công trong câu lạc bộ đi trước Đầu biệt là chủ tôi là Trịnh Huy à, Đã nhận cái sứ mệnh đó Và khi mà họ có cái sứ mệnh thì họ sẽ làm một cái cách rất là nghiêm túc Và tạo ra cái kết quả thì nên khi anh chị mà nghe tới đây á, thì một cái điều đó chính là em theo đặt một cái niềm tin Bởi vì khi mà mình nghe được cái sự thành tâm của họ nên là mình có một cái niềm tin, một cái cảm xúc Một cái niềm tin nó rất là cao các anh chị Và mình chỉ tin rằng là mình chỉ cần học theo đúng cái công thức đó là mình đạt được cái sự thành công Thì bao nhiêu số anh chị ở đây là mình vẫn còn cái cảm xúc là ngờ vực các anh chị Nếu như anh chị có cái cảm xúc là ngờ vực Chưa tin tưởng chính mình, chưa tin tưởng câu lạc bộ, chưa tin tưởng cái công thức này Thì anh chị hãy nghe ký cái đoạn này để anh chị hiểu Rằng làm không phải tự nhiên mà nó có cái chủ huấn luyện này cho các anh chị, không phải tự nhiên mà có cái môi trường uh, thành công như thế này để cho các anh chị bước vô đây. Nên chị ngồi ở đây. Được không các anh chị ơi? Vậy thì anh chị hãy cái đây là cái điều mà em muốn nhắc cho các anh chị cái cách mà em theo học, mà em theo tư duy ra để mà mình 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 khi mà mình có mình tăng thêm cái niềm tin thì nó giúp cho mình uh, đạt được cái sự thành công nó sẽ nhanh hơn. Được không các anh chị? Anh chị hiểu cái ý này quên mà và hồi xưa đó khi mà trước khi mà bước vào câu lạc bộ thì em có nghe em có học được một cái tư duy đó chính là nếu như bạn muốn uh, ăn cái hạt so, ăn xoài, ăn trái xoài thì bạn hãy gieo hạt xoài nếu như bạn muốn ăn trái mặn á, thì bạn hãy gieo hạt mặn nếu mà bạn muốn ăn cái trái <laughs> mít á, thì bạn gieo hạt mít nhưng mà bạn muốn có tiền thì sao thì bạn phải đi gieo tiền có <laughs> phải không ạ nhưng mà bây giờ mình không không có tiền nhiều để mình gieo thì giờ mình phải làm gì đây thì anh chị hãy gieo tư duy kiến thức tầm nhìn uh, để giúp cho người khác đạt được cái sự thành công tạo ra tiền được thì đó cũng là một cái cách gieo hạt của các anh chị và mình muốn đạt được cái sự thành công và giàu có nhanh nhất cái con đường nhanh nhất đó chính là giúp cho người khác đạt được cái sự thành công và giàu có của họ và những cái người đó chính là cái phương châm của chủ tịch trịnh huy đưa ra bằng cách là giúp cho người khác đạt được cái sự thành công thì mình sẽ càng ngày càng thành công hơn rồi vậy thì bao nhiêu số anh chị là khi nghe tới đây thì mình biết rằng là cái việc mà họ làm là giúp cho mình, là đều giúp cho họ, thì chắc chắn họ làm nó sẽ xuất sắc và họ đều à, tạo ra một công thức là tự tin là mình học theo là mình cũng sẽ tạo được cái sự thành công cho mình. Được không các anh chị? Anh chị có khi mà anh chị coi livestream anh chị có hiểu được đến như vậy không? Sau khi anh chị nghe em theo review xong thì anh chị nhớ quay trở lại xem lại nha. Anh chị xem lại anh chị sẽ ngộ ở cái tầng nó cao hơn rất là nhiều. Uh, một cái ý nữa ha. rồi một cái đoạn cái đoạn sắp tới đó chính là chủ tịch có chia sẻ cái hành trình thành công của chủ tịch Trịnh Huy Đúng không mà hành hành trình thành công thì trong cái hành trình thành công này em không biết là anh chị nghe xong anh chị có học có cái bài học gì nhưng mà em sẽ chia sẻ cái cách tư duy của em để cho anh chị có thể mình có thể nhìn theo cũng được thì đầu tiên là chủ tịch nói là trước đây là chủ tịch sinh ra trong một cái gia đình là rất là may mắn đó chính là ăn đủ ăn đủ học đủ này kia đầy đủ nhưng mà tuy là không giàu có thôi nhưng mà 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 phải trong cái quá trình là phải nhìn cha mẹ của mình những cái ngày tết á mà phải buôn bán này kia làm việc rất là vất vả trong khi người ta thì đi chơi mà cha mẹ mình phải làm thì cái cái cảm xúc là họ không chịu được thì mình cảm thấy là bản thân mình cũng như thế nên là mình có cái sự đồng cảm ở đây anh chị có thấy vậy không ạ và một cái điều quan trọng ở đây đó chính là um, Uh, có có chủ tịch chia sẻ rằng là khi mà cái lúc 5 tuổi á, thì chủ tịch đã trước cái hoàn cảnh như vậy và chủ tịch đã đưa ra một cái quyết định là mình phải đạt được cái sự thành công và giàu có đúng không các anh chị anh chị đã học rồi thì anh chị nghe tới đây đúng không ạ trước khi mà uh, thì đã, đã, đang cái lúc là 5 tuổi thì em nghe có một số anh chị nói là trời ơi 5 tuổi mà có thể rằng là đưa ra một cái quyết định như vậy thì sao đó. thì cho em hỏi các anh chị rằng là cái người mà nói cái câu đó đó có phải rằng là họ đang lấy cái cuộc đời của họ là giống chiếu vào cái cuộc đời người khác không các anh chị anh chị vô không ạ ở đây là các anh chị đừng có nghĩ rằng là mình 10 tuổi 20 tuổi mình mới nhìn nhận cái cuộc đời còn người khác thì giống người khác cũng sẽ giống mình nha không em đã gặp rất là nhiều anh chị thành công và đa đa triệu phú đô la họ đều nhìn nhận cái cuộc đời rất là còn sớm họ đã biết cách xây dựng cái sự thành công cho họ từ cái lúc mà họ còn rất rất nhỏ tuổi họ đã biết đọc sách họ đã biết chuẩn bị trước nên là cho đến ngày hôm nay họ mới thành công sớm như vậy anh chị ạ nên là cái chuyện mà Chủ tịch nói cái vụ mà cái lúc mình còn năm tuổi mình đã phải biết rằng là để nhìn những cái người khó khăn những cái người mà họ phải bán vé số những cái người mà họ phải uh, chặt vặt ở ngoài cái cuộc đời họ họ nhìn những cái người đó họ cảm thấy rất là xót xa và họ muốn giúp những cái người đấy nhưng mà để giúp được họ thì sao ạ thì bản thân của mình phải giúp được mình trước phải giúp được gia đình của mình trước và lúc đó thì chủ tịch mới biết rằng là mình muốn giúp được nhiều người hơn thì mình phải trả năng thành công và giàu có và bao nhiêu số anh chị rằng là mình rất là muốn đạt được cái sự thành công để giúp đỡ cho bản thân của mình giúp cho cha mẹ của mình và có thể giúp cho những cái người họ đang chặt vặt ở ngoài kia các anh chị thì em hỏi các anh chị rằng là cái bạn mà năm tuổi mà đưa ra cái quyết định rằng là phải đạt được cái sự thành công và giàu có thì sẽ đi hỏi ai các anh chị thì chủ tịch nói rằng là chủ tịch đã đi hỏi cha mẹ chứ giờ còn hỏi ai nữa thì hỏi cha mẹ thì một cái điều ở đây đó chính là khi mà cha mẹ của chủ tịch trịnh huy nói rằng là con muốn thành công và giàu có thì con phải học giỏi đi học giỏi đi giỏi đi anh chị nhớ cái chìa khóa đây là học giỏi đi ha thì em có một cái điều rất là tâm đắc ở đây đó chính là khi mà cha mẹ đã dạy cho chủ tịch một cái tư duy đó chính là con muốn thành công thì con phải học giỏi trí tuệ thì tạo ra tài sản con phải học giỏi và một cái điều đó chính là trong suốt cái quá trình thời gian học chủ tịch học rất giỏi các anh chị thì khi mà chủ tịch chia sẻ là chủ tịch học rất giỏi anh chị đừng có nghĩ nó là một cái điều gì thì anh chị có suy luận được không anh chị có tư duy được rằng là chứng tỏ cái sự khao khát thành công và giàu có của chủ tịch rất lớn và nhiều số anh chị cảm thấy là cái việc học là cái việc rất là cả rất là căng các anh chị nhưng mà chủ tịch đã đạt được có nghĩa là đã tham gia những cái Uh, cuộc uh, thi olympic hoặc là những cái giải hoặc là đạt cái cúp nhà vô địch tất cả mọi thứ nó rất là nhiều thứ như vậy và đòi hỏi nên là mình có thể nghĩ ra được là cái người đó họ học rất là căng họ học rất là giỏi họ mới đạt được cái đỉnh cao như thế cái bài học ở đây anh chị nhận ra đó chính là gì là cái sự khao khát của cái người này rất là cao họ khao khát thành công giàu có nên họ mới tập trung họ học bởi vì cha mẹ đó nói là muốn giàu thì học muốn giàu thì học thì họ chỉ biết là học 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 thôi nhưng mà khi mà đạt đến cái sự đỉnh cao của sự sự học rồi có nghĩa là chủ tịch đã đi ra được ở nước ngoài và đã tham gia đã đã đi ra được nước úc đi du học úc bao nhiêu số anh chị trước đây mình đi học mình rất là ngưỡng mộ những cái người bạn mà đi du học ở úc các anh chị và bao nhiêu số anh chị ở đây là những người bậc cha mẹ rất là muốn con cái của mình sẽ đi du học ở nước ngoài và kiếm ra được cái dòng tiền lớn các anh chị và xung quanh của mình đó, mình thấy hồi xưa ai mà đi du học là mình ngưỡng mộ trên mây xanh mình tôn thờ trên 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 đỉnh núi mình tôn thờ rất là cao các anh chị anh chị bao nhiêu số anh chị giống em như vậy ạ à? và bậc cha bậc bậc cha mẹ là rất là tự hào với gì con khi đi du lịch nhưng mà chủ tịch đã nói rồi khi mà tôi bước qua cái nước úc tôi đi du học thì nước nó đã tạt vô một cái gáo nước lạnh <laughs> bao nhiêu số anh chị tưởng tượng là một cái người đi ra đi du học là sẽ được cha mẹ gia đình rất là tôn thờ hàng xóm rất là ngưỡng mộ đưa lên cái đỉnh vinh quang đưa lên cái còn cái người mà đặt Nhiều cái cấp vô địch này kia rồi anh chị có có nghĩ rằng là họ đang ở trong cái đỉnh vinh quang không các anh chị đang trên cái đỉnh vinh quang mà nhưng mà bước qua bên cái 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 đất nước nước ngoài á phải đi làm thuê có nghĩa là những cái cúp mà chủ tịch nói là những cái cúp mà tôi giành được nhưng tôi có được cái sự học giỏi của tôi tôi có được những cái bằng cấp của tôi có được nó không có cho tôi một cái công việc như tôi mong muốn nó không có cho tôi một cái công việc mà giúp cho tôi uh, có được một cái công việc tốt và nó đã tạo một cái gắn nước lạnh bao nhiêu số anh chị cảm thấy nếu như bản thân của mình là cái người như vậy mình có bị hụt hẳn không đó thì ở đây anh chị có thể ngộ ra một cái điều anh chị có thể nhìn rõ ra một cái vấn đề đó chính là chủ tịch là cái người thành công trong cái con đường học vấn và sau này em sẽ nói hết, nấu nốt cái này luôn đó Chính là sau khi mà học, cố gắng học ra trường Ở trong cái nước Úc đó và chủ tịch cũng đã đi làm Có một cái công việc uh, đó chính là 3 tiếng thôi Là một ngày 3 tiếng và đạt được cái mức lợi nhuận là 50 triệu lợi nhuận 50 triệu tiền lương một tháng Bao nhiêu số anh chị cách đây rất là nhiều năm Mà đạt được 50 triệu tiền lương hàng tháng Và có một cái Đi làm chỉ có ngày 3 tiếng thôi Thì bao nhiêu số anh chị cảm thấy là đây là một cái Sự thành công rất là lớn trong con đường học vấn Các anh chị Thành công rất là lớn trong con đường học vấn Và anh chị sẽ giữ mãi cái công việc này Có không các anh chị Có không à, Bao nhiêu số anh chị nghĩ như vậy ạ Có đúng rồi Bao nhiêu số anh chị nếu là cha mẹ Mà có con của mình mà được cái công việc như vậy thì anh chị cảm thấy rất là tuyệt vời không ạ và một cái bài học mà em theo nhận ra đây đó chính là hồi xưa mình đã từng mơ ước để mình thành công trên cái con đường học vấn của mình nhưng mà mình không làm được nhưng mà ở đây em đã gặp được cái người người thầy đây là người chủ tịch Trịnh Huy này là đã thành công trong con đường học vấn rồi đã tạo ra cái điều đó là thành công rồi đó thành công trên cái con đường đó anh chị nhé cái con đường đó nha cái con đường học vấn đó nhưng mà anh chị biết không ạ cái lúc mà cái người cái người này nè họ đạt được cái sự thành công như vậy rồi bài học của các anh chị nào ở đây nè à, em có chia sẻ lại ha đó chính là họ đạt được cái điều đó rồi nhưng mà họ họ không có thỏa mãn được cái sự giàu có họ có nghĩa họ nói luôn là nó không giúp cho họ giàu có mà thành công nó chỉ giúp cho họ có một cái mức lương cao thôi và lúc đó chủ tịch mới ngồi đếm đếm rằng là nếu như mỗi tháng mà mình là trích ra 20 mình mình tiêu xài và mình chỉ còn dư được 20 triệu lợi nhuận và mình dùng 20 triệu đó để mà mình tích góp thì theo các anh chị là bao nhiêu năm sẽ dư được một triệu đô bao nhiêu năm sẽ dư được một triệu đô các anh chị bao năm dư được triệu đô ạ à? đúng rồi 100 năm nếu như mỗi tháng anh chị dư được 20 triệu thì 100 năm anh chị mới dư được một triệu đô và cái vấn đề ở đây em muốn cho nhắn nhủ cho các anh chị đó chính là cái con đường học vắng là cái con đường mà tất cả chúng ta đều đã đi và cái người này họ đã thành công khi có con đường đó nhưng mà họ đã cho anh chị một cảnh tỉnh đó chính là vẫn không có thành công và giàu có được và họ lại phải đi tìm một con đường khác anh chị thấy kênh không ạ dành biết bao nhiêu công suất thời gian học ra và học tới cái mức như vậy rồi Nhưng mà cũng phải dừng lại Và phải đi tìm một cái con đường thành công và giàu có khác Con đường đó nó không giúp cho họ thành công Thì đứng trước cái ngưỡng cửa mà mình có một cái công việc lương cao Thu nhập ổn định là, là, là 50 triệu một tháng như vậy Và được có cái cơ hội là sẽ được ở lại nước Úc Được nhập, nhập tịch này kia Có một cơ hội như vậy Nhưng mà họ đành phải từ bỏ Để đi tìm cái con đường thành công và giàu có cho họ huống chi là anh chị ở đây mình đang không có cái gì để mất mà mình còn không dám hành động thêm hỏi các anh chị khi anh chị đang có một cái cơ hội như vậy một cái cơ hội kiếm tiền như vậy mà anh chị phải đành phải bỏ bỏ ngang và đi tìm cái con đường thành công cho mình anh chị có làm được không anh chị có nở từ bỏ không anh chị có nở dứt ra không nhưng mà người ta cũng làm được còn bản thân anh chị ở đây mình không có gì để mất cả mình còn không dám đi mình còn không dám bước vậy thì hỏi cái khao khát thành công anh chị tới đâu vậy thì khi mà mình nghe tới đây thì mình phải tự ngộ ra mình phải tự tư duy ra các anh chị mình phải tự tư duy bản thân của mình ra anh chị có nghe rõ anh nói mà anh chị có tập trung cao độ để nghe em nói không các anh chị rồi à, mình sẽ còn khoảng 9 giờ rưỡi thì sẽ kết thúc cái chương trình này anh chị có ngộ được không ạ à? nên là anh chị không có gì để mất trong khi người ta phải có một cái cơ hội công việc như vậy người ta phải từ bỏ các anh chị và sau đó chủ tịch đã bỏ đi về quê và trước cái khoảng thời gian mà mà, mà mình đi về đó thì chủ tịch đã bỏ tiền ra học rất là nhiều các mega guru và một em em cảm thấy khi mà chủ tịch nói rằng là chủ tịch đã bỏ tiền ra từ 6 đến 7 tỷ để mà học từ các mega guru những người giỏi nhất học những người giỏi nhất các anh chị nha những người giỏi nhất thì em cảm thấy là đây là cái khi mà chủ tịch đưa ra cái sứ mệnh là phải giúp đỡ người khác, thì uh, vũ trụ đã mang cho họ cái, cái 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 gọi là cái cái cơ hội để họ để họ học được những cái kiến thức đó và ngày hôm nay chủ tịch mới dùng những cái kiến thức đó để mà chia sẻ cho các anh chị ứng dụng và tạo ra kết quả và ngày hôm nay chia sẻ lại cho chúng ta thì đó nó cũng là một cái điều mà em nghĩ là vũ trụ đã sắp xếp hết theo một trật tự lên thiên và cái câu nói mà anh chị thường hay nghe em theo và câu lạc bộ chia sẻ đó chính là gì? mọi chuyện luôn được sắp xếp trong một trật tự linh thiêng thì em cảm thấy là cái người này họ phải từ bỏ giữa một cái thứ là một công việc ổn định và một cái con đường thành công và giàu có cho bạn một cái tương lai hiệu hàng về tài chính bạn chọn cái gì thì em cảm thấy là cái sự khao khát rất là lớn thì sau khi mà chủ tịch quay trở về quê lập nghiệp start up vì sao ạ à, thành công không các anh chị không thành công Tại vì nếu như mà startup cái đợt đó mà thành công á thì ngày hôm nay chắc là sẽ không có cái chủ tịch ngày hôm nay, không có cái người ngày hôm nay để mà chia sẻ cho chúng ta học để mà chia sẻ con đường chúng ta. Thì lúc đó em nghĩ rằng là vũ trụ đã sắp xếp mọi thứ cho cái người này họ không thành công để đưa họ vào cái bế tắc để họ phải trôi dồi thêm cái cái công cụ, cái yếu tố để ngày hôm nay có cái chuỗi công thức hoàn hảo này cho chúng ta thì lúc đó là chủ tịch uh, kinh doanh startup không có thành công. Tại vì sao mà không có tư duy, không có công cụ. À không có tư duy và không có công cụ. Nên là đã dập uh, vũ trụ đã dập cho th 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 không có thành công tay bay vậy đó. Nhưng mà cái người này họ đã tiếp tục đứng lên và đặt cái câu hỏi tại sao mình lại không có kinh doanh thành công được? Thì lúc đó đã kết nối cho chủ tịch cái gì các anh chị? Đó chính là cái cuốn sách uh, sức mạnh tiềm thức. Thì nó là một cái công cụ uh, mà ngày hôm nay chúng ta cần phải cũng phải có trong cái con đường thành công của mình à, hay còn gọi là luật hấp dẫn các anh chị đang học đó thì uh, thì nói về sức mạnh tiềm thức và luật hấp dẫn thì uh, chủ tịch Trần huy cũng là một cái bậc thầy rất là đỉnh cao về cái điều này bởi vì họ đã huấn luyện bản thân của họ trong suốt nhiều năm ứng dụng cái sức mạnh này nên là họ đã trở thành một cái bậc thầy bậc thầy là còn hơn cả chuyên gia các anh chị nên là anh chị cũng không có thắc mắc là tại sao họ giỏi như vậy bởi vì họ đã luyện lâu rồi anh chị đồng ý không ạ? Thì em theo nghĩ rằng là mọi thứ được sắp xếp trong trật tự linh thiêng. Nếu như mà không có cho cái người này. Em chỉ em chỉ nghĩ đơn giản là cái người này chỉ là vũ trụ đang phóng chiếu vào để mà ban xuống đây để mà gì ạ, có cái người để mà giúp cho tất cả anh chị thành công thôi. Chúng ta cứ nghĩ đơn giản như vậy. Chúng ta đừng có phải là à, tại sao em lại ai cái người đó như thế không các anh chị mà nó em nghĩ là nó là một cái món quà mà vũ trụ đã gửi tặng đến cho chúng ta. Đơn giản như thôi ạ. Thì à, Um, bây giờ vũ trụ gửi xuống cho anh chị gửi bằng cách nào thì cũng phải thông qua một cái người nào đó đúng không ạ? Thông qua một cái người nào đó để mà 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 mà, mà gửi đến cho các anh chị chứ. Thế thì em nghĩ rằng là gửi vô cái người đó đó, gửi vô cái người mà người thầy mà chúng ta đang phải học đây nè. Đó cái người đó. xem hỏi các anh chị là anh chị phải bỏ sáu 7 tỷ để anh chị đi học cái kia anh chị phải dễ dàng không? Và trải qua những cái điều đó, vũ trụ phải gửi đúng người anh chị hình dung mà phải đợi phải lựa cái người mà gửi chứ không phải đụng ai cũng gửi có nghĩa là cái người họ phải đủ quyết tâm đủ cái sứ mệnh đủ cái bản lĩnh đủ cái tình yêu thương để mà làm được cái chuyện đó thì tao mới gửi cái 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 những cái thứ đó vô người của của bạn rồi mà bạn trao cho người khác nên là bây giờ em, em nếu như anh chị nào ở đây ngồi đây và hỏi Ủa sao vũ trụ không gửi cái đó cho mình nhỉ? Thì bây giờ mình thử mình đặt lại cái bản thân của mình là mình có đủ cái bản lĩnh cái sự uh, sự nhiệt huyết cái, cái con cái cái sự gọi là tình yêu thương để mà làm được cái chuyện lớn như thế hay không mà vũ trụ ai dám giao việc cho các anh chị anh chị hiểu không ạ à? thì ở đây chúng ta chỉ nghĩ đơn giản là vũ trụ đang gỡ gắm cái chuyện đó cái cái những cái điều đó vào cái con người đó để họ mang cái món quà đến cho chúng ta Và chúng ta cứ đón nhận thôi ạ à. thế thì uh, em nghĩ rằng là phải cho cái người này thất bại cái chỗ đó thì mới học được cái sức mạnh tiềm thức và biết được tư duy triệu phú các anh chị lúc đó chủ tịch chưa có tư duy triệu phú có thể là học rất là nhiều cái chiến lược của những người mega guru rất là nhiều tư duy của các tỷ phú nhưng mà tư duy triệu phú thì chưa có và thế là đã nghiên cứu được sức mạnh tiềm thức kết nấu và nghiên cứu rất là kỹ cái tư duy và trong này chủ tịch có nói rằng là sau khi ứng dụng cái bí quyết trong sách sức mạnh tiềm thức và cái tháng đầu tiên đạt được lợi nhuận là 700 triệu lợi nhuận nghe tới đây thì anh chị có đặt cái câu hỏi gì không nghe tới đây thì anh chị có cảm thấy rằng là nó nó nó, nó bắt khả thi gì không ạ? À? đối với em thiêu thì thấy nó không có bắt khả thi gì cả. tại vì sao ạ? À? một cái người anh chị thấy là giỏi không? giỏi không các anh chị? giỏi mà học bỏ sáu bảy tỷ ra để mà học rất là nhiều kiến thức của mega guru mà bây giờ bây giờ chỉ cần là do là cái dòng tiền nó không có khai thông được nên là chỉ cần là khi à, những cái kiến thức mà chủ tịch học đó nó được lưu động ở đó những cái kỹ năng nó được lưu động ở đó anh chị dùng à, những cái kỹ năng được lưu động ở đó nên là khi mà họ biết đến sức mạnh tiền thức họ biết đến đủ cái công thức rồi người ta sẽ ứng dụng và người ta tạo ra được cái lợi nhuận đầu tiên là 700 triệu em nghĩ nó là xứng đáng em nghĩ nó là xứng đáng và nó hợp lý chứ nó không có gì bất khả thi ở đây cả so với cái hành trình người ta đã 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 trải đời người ta đã vượt qua biết bao nhiêu cái 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 gian chung thì cái lúc đó người ta đạt bao nhiêu tiền lợi nhuận thêm chị xứng đáng không xứng đáng không các anh chị quá xứng đáng gì nữa Thế bây giờ có một số anh chị bắt đầu nhảy vô Anh chị có một số anh chị mới vô học Trời ơi nghe nghe chủ tịch nói rằng là ơi tôi đạt tháng đầu tiên là 700 triệu lợi nhuận Các anh chị mới nhảy vô Chưa có học cái gì cả Chưa có một cái trí tuệ gì hết Chưa có một cái tư duy gì hết Chưa có một cái kiến thức gì hết Anh chị đặt mục tiêu ơi tôi đặt mục tiêu 500 triệu lợi nhuận Tháng đầu tiên Theo các anh chị thì nó Nó xứng đáng không nó xứng đáng không các anh chị nên là ở đây em nói để cho anh chị nhìn ra rằng là anh chị đừng có gọi là, là cái người đó nổ hay là cái người đó ôi phi phi thực tế phi hợp lý không hợp lý ờ, cái gì mà 700 triệu lợi nhuận ừ, sao tao mới vô tao đặt 500 triệu không đặt đi thì anh chị phải hiểu bạn có xứng đáng nhận cái số tiền đó không anh chị anh chị thấy xứng đáng mà em thấy quá xứng đáng em thấy nó không có gì được bất hợp lý gì và cái tháng đầu tiên em vô em đặt đường trăm triệu lợi nhuận em nghĩ nó cũng đó là cái điều mà em xứng đáng nhận được bởi vì em đã tu luyện mình trong cái khoảng thời gian từ 18 tuổi đến 25 tuổi mình đã trải cái cuộc đời mình ra mình đã lăn ra cái, cái xã hội này và đến khi mà mình gặp cái công thức đúng cái công thức đúng cái con đường thì mình mình tạo ra cái kết quả nó lớn đó là cái chuyện nó hiển nhiên giống như ông chị thấy cơ ông nói rằng là tất cả những thứ mà bạn đã học nó không có mất đi đâu mà nó nằm ở đó nó chờ sẵn thôi Nó chỉ chờ sẵn cái cơ hội Đúng thời gian đủ lượng đủ chắc Nó sẽ à, giúp cho anh chị thành công Nên là nếu như trước đây Anh chị có bỏ tiền học bất cứ cái gì Thì em nghĩ nó đều có cái giá trị cho các anh chị cả Nó không có mất đi đâu ạ Rồi thì đó là cái ý Mà em muốn chia sẻ cho các anh chị Để mà anh chị nghe anh chị có cái niềm tin Được không ạ à? Rồi à, anh chị có xem live stream Anh chị có nhìn ra không Anh chị có nhìn ra không anh chị sẽ không có tư anh chị phải có một cái cách tư duy thì đó là cái cách em thưa tư duy ra để mà mình mình ứng dụng và đạt được kết quả các anh chị và có một cái ý tiếp theo ha ừ. trong cái đoạn này thì chủ tịch chia sẻ cũng rất là nhiều cái kiểu mà ừ, chủ tịch đã học và sau đó là chủ tịch đã gặp năm người triệu phú đô la các anh chị à, và năm người triệu phú đô la thì khi mà anh chị chơi với năm triệu phú đô la thì anh chị sẽ anh chị chơi với năm người triệu phú đô la thì anh chị sẽ có cái tạo ra được một anh chị cũng sẽ có cái khấu tài sản là trở thành một triệu phú đô la giống như năm cái người đó là một cái người triệu phú đô la thứ sáu thì sau cái giai đoạn nhờ sức mạnh tiềm thức đã hấp dẫn và đã giúp cho chủ tịch kết nối được cái năm cái người này và họ là sau cái 6 tháng đó và tạo ra được một triệu đô đầu tiên rồi em hỏi các anh chị ngay tới đây anh chị có bắt khả thi nữa không không có gì bắt khả thi đây anh chị rất là hợp lý luôn Tại vì một cái người họ đã bỏ rất là nhiều tiền học từ các mega guru rồi Và bây giờ họ lại có thêm tư duy triệu phú nữa Và gặp được năm cái người thành công và giàu có Thì có một số anh chị nói rằng là tại sao chủ tịch lại gặp được năm cái người triệu phú đô la một cách dễ dàng như vậy Thì em nói các anh chị rằng là một cái người mà họ có tiền, họ bỏ tiền ra để đi học những cái khóa của các mega guru từ 500 triệu, 100 triệu, 2, 3, 500 triệu thì người ta có cái người bạn mà đi học ở trong đó người ta cũng có giàu không? À, người ta cũng là những người có tiền không các anh chị Đó. Thành ra rằng là cái việc mà họ có cái trí tuệ như vậy Và họ kết nối với những người thành công hiệu có rất là dễ Nên là sau khi anh chị tham gia những cái khóa huấn luyện của câu lạc bộ á, Anh chị sẽ có cái tư duy của các đa triệu phú Và anh chị cũng sẽ hấp dẫn được những cái người uh, triệu phú đấy như mình Để cho anh chị cái cơ hội để anh chị có thể làm việc Hoặc là kinh doanh hoặc là đầu tư được không ạ có một số anh chị rất là hay là học với câu lạc bộ chỉ có ba bốn ngày thôi và anh chị chỉ biết sức mạnh tiềm thức có một cái bê té 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 thôi anh chị cũng đọc tư duy triệu phú cũng được hai ba trang thôi cái bắt đầu anh chị gặp cái người nọ người kia giới thiệu cho anh chị cơ hội này cơ hội kia công việc kinh doanh này cái này cái phi vụ đầu tư này ngon lắm có rồi anh chị nhả tiền ra là coi như xong anh chị hình dung mà anh chị phải gặp đúng những người thành công thật sự thì anh chị hãy nên hợp tác với họ và nên là nên hợp tác với các đa triệu phú đô la nhưng mà làm sao để mình gặp được các đa triệu phú đây là anh chị phải ước áp dụng cái công thức này để anh chị có thể là gì tăng cái tư duy mình lên được không các anh chị ơi đó em chia sẻ rất là rõ ràng rất thực tế đúng không mà mà không biết mọi người coi coi like chi mọi người có hiểu không rồi à, rồi cũng sắp sắp hết rồi em sẽ chia sẻ một ý nữa ha thì nếu như mình thành công con đường thành công và ở đây có một cái ý cuối cùng mà em phải muốn chia sẻ với các anh chị đó là chủ tịch có nói rằng là uh, tại sao lại có nghĩa là khi mà chủ tịch đã ứng dụng đạt được cái sự thành công cho mình thì uh, thì chủ tịch mới nói rằng là không có cái lý gì mà mình đã ứng dụng cái công thức đó mình đã đạt được cái sự thành công về tài chính cho mình đạt được cái kết quả cho mình mà mình lại không đi chia sẻ cho người khác thì cái chuyện đó nó, nó không có cái lý gì cả nên là cái việc mà chủ tịch biết rằng là tất cả mọi người ngoài kia ai cũng muốn tự do ai cũng muốn thành công ai cũng muốn khỏe mạnh ai cũng muốn hạnh phúc nên cái việc mà mình đi ra mình chia sẻ cho người khác đó là một cái chuyện mà người ta không làm thì mình làm cái câu nói mà em theo cảm thấy rất là ngộ đó chính là người ta không làm thì mình làm và bao nhiêu số anh chị ở đây là, là thường là mình sẽ đợi cho người khác làm thì mình mới làm theo bao nhiêu số anh chị ở đây có cái thói quen rằng là cái gì mà thấy người khác làm thì tao không mới làm theo nhưng mà cái 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 người chủ tịch này mới nói rằng là người ta không làm thì tôi phải đứng ra làm tại vì bao nhiêu số anh chị có biết rằng là những người thành công họ có dành thời gian để chia sẻ cho các anh chị không ạ dành thời gian chia sẻ cho các anh chị không ạ các anh chị ơi à, chắc chắn là rất là hiếm vì không các anh chị rất là hiếm nên là anh chị nếu như mà anh chị đang nếu mà anh chị nghe tới đây thì thường là em sẽ dặn cho các anh chị một cái tư duy anh chị sẽ tư duy một cách đó chính là người ta không làm thì mình làm cái gì người khác không làm thì mình, mình hãy nhận cái sứ mệnh đó để mình làm chứ đừng có đợi cái gì mà cũng đợi người ấy phải có đứa làm mà tao mới làm nha phải thấy cái đứa đó nó làm mà tao mới làm thì 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 mình có mình có thuộc cái tốt những người thành công không các anh chị là nó sẽ không à đó, rồi. ok <laughs> rồi đó là một cái ý đầu tiên <laughs> và có một cái ý cuối cùng đó chính là khi mà chủ tịch nói rằng là đây không phải là ngẫu nhiên đâu có nghĩa là nếu như cái công thức này mà một mình huy ứng dụng mà huy thành công thì đó là may mắn nhưng mà cái công thức này huy đã ứng dụng và huy đã giúp cho nhiều anh chị thành công và đã trở thành đa triệu phú đô la rồi thì đó nó không phải là may mắn mà nó đó là một cái con đường thành công à, thành công thì nó luôn để lại dấu vết các anh chị những cái câu nói em đã tóm gọn thì anh chị ghi lại nhé thành công thì luôn để lại dấu vết cái việc của chúng ta là lần theo cái dấu vết của những người thành công và làm theo họ đồng hành với họ và thành công luôn rồi cái câu này bao nhiêu số anh chị đi nguyên si lại ha đầu tiên là anh chị nhớ là con đường thành công thì để lại dấu vết và cái việc của chúng ta là phải lần theo được cái dấu vết đó và em theo rất là thích lần theo dấu vết của người thành công bất kỳ cái người thành công nào mà họ có một cái cuộc sống mà thành công mà như em mong muốn á em sẽ lục lại quá khứ của họ em không bao giờ mà 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 nhìn cái 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 sự hiện tại của họ không mà em sẽ lục lại về quá khứ của họ em xem thử rằng là trước đây họ là người như thế nào mà bây giờ họ là làm cái gì mà bây giờ họ được như vậy họ đã làm cái gì họ đã trải qua cái gì họ đã như thế nào mà họ được như vậy và em lúc nãy em cũng lục lại cái quá khứ và chủ tịch trịnh huy hồi xưa em mới vào em phải lục lại cái quá khứ hai năm về trước và em nhìn thấy rằng là cái hai năm về trước của họ nó rất là bình thường nó chỉ là một cái người bình thường thôi mà họ cũng có thể làm ra được như vậy ô oh, thì mình cũng sẽ làm được em đã lặn ra dấu vết như vậy các anh chị và mình được học ở trong cái cơ hội này em bám phiếu em, em, em học hết tất cả từng cái câu nói anh chị thấy không ạ? em không có bỏ sót một cái câu nói nào trong cái live stream này cả và anh chị ấy nói là hãy đi theo cái dấu vết của người thành công làm theo họ anh chị nhớ nè, làm theo họ, đồng hành với họ, và thành công giống họ luôn. Đủ ý nha, nó phải đủ ý. À, và nhìn số anh chị là thấy người thành công, người thành công làm cái gì là anh chị làm ngược lại à? Dạ, người thành công làm cái gì là anh chị làm ngược lại à? Thì làm sao anh chị thành công giống họ được? Mà hãy đi theo cái dấu vết đồng hành với họ anh chị có cái cơ hội đồng hành với họ hay không á thì nó nó nhờ vào cái bản lĩnh của các anh chị nhờ vào cái khao khát của các anh chị họ có chịu đồng hành với các anh chị hay không thì nó nhờ vào cái sự học tập của các anh chị này anh chị học tập có nghiêm túc không có hiểu bài không có ngộ không có lớn không có tư duy không có sức mạnh tính cách không hãy thể hiện hãy học một cách nghiêm túc để nâng cấp mình lên để thể hiện mình là một người có giá trị mình là một người có giá trị cho người khác và mình là một người tạo ra được cái kết quả lớn mình là một cái người xứng đáng người ta phải hợp tác với mình mình là cái người mà người ta phải khao khát để được hợp tác với mình thì người thành công ở sẽ nhìn nó không chị rồi ok ngày hôm nay thì em sẽ dừng ở đây thôi ha nó nhiều quá rồi à, cũng nhiều rồi. rồi xin chào và hẹn gặp lại các anh chị không biết là cái buổi chia sẻ của em thi nó có giá trị với các anh chị không ạ nếu như có thì em thi sẽ làm hết cái chuỗi 21 ngày để giúp cho các anh chị nhìn sâu sắc được cái chuỗi huấn luyện này thì trong cái bài ngày hôm nay thì cái phần đầu tiên đó tốn cái thời gian cũng khá dài nên là cái phần sau nó bị mất mất đoạn xong rồi hôm ngày hôm sau em sẽ bổ sung được không các anh chị ơi ok cảm ơn các anh chị ha chúc cho các anh chị tự do thành công giàu có khỏe mạnh và hạnh phúc trọn vẹn có một giấc ngủ ngon với niệm cái sự thành công và giàu có xin chào và hẹn lại các anh chị nha và hẹn các anh chị vào uh, 8 giờ ngày hôm sau và 7 giờ rưỡi em theo sẽ mở dung và tất cả những anh chị nào mà mình mình đúng tên đúng phương pháp thì em theo sẽ Vậy các anh chị vào nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị. Rồi, à, em sẽ mở mic cho tất cả anh chị ở đây mình ra quyết định ha. Mình ra quyết định. Rồi, xin mời các anh chị nè.